Chào mừng các bạn đến với điểm tin chuyển nhượng ngày 26 tháng 8 của Cà Tộc Sport. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng điểm qua những thông tin hot nhất trong 24 giờ qua. Tiền đạo trẻ Folarin Balogun đang tiến rất gần đến việc chia tay Arsenal và chuyển đến Monaco thi đấu. Đội bóng công quốc dự kiến phải trả cho pháo thủ khoảng 40 triệu euro và kèm theo điều khoản, Arsenal sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng nếu như Monaco bán Balogun trong tương lai. Cầu thủ người Mỹ dự kiến sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập tại League One, khi anh đã từng ghi được tới 21 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái khi khoác áo Rem dưới dạng cho mượn. Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận, Joao Cancelo dự kiến sẽ gia nhập Barca vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè này. Thỏa thuận giữa các bên đã được chốt xong, khúc mắc cuối cùng hiện giờ là chờ sự phê duyệt của luật công bằng tài chính. Cancelo cũng đang rất kiên nhẫn chờ đợi thương vụ nhanh chóng hoàn tất. Việc Real Sociedad chuẩn bị ký kết hợp đồng với Kieran Tierney như một động thái xác nhận đội bóng Tây Ban Nha chính thức không còn hứng thú chiêu mộ Sergio Regulon của Tottenham. Cuộc đàm phán đã diễn ra cách đây nhiều tuần, nhưng cuối cùng đôi bên lại không tìm được tiếng nói chung và đó là lý do Real Sociedad chuyển hướng sang chiêu mộ Kieran Tierney. West Ham đã thuyết phục thành công Ajax về thỏa thuận mua đứt cầu thủ người Ghana Mohamed Kudus. 45 triệu euro cộng các điều khoản phụ phí là những gì mà The Hammer phải bỏ ra để sở hữu ngôi sao của Ajax. Mohamed Kudus dự kiến sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Kudus từng gây ấn tượng mạnh ở kỳ World Cup 2022 và anh cũng vừa nói lời chia tay ý nghĩa với Ajax khi lập một cú hat-trick ở trận đấu cuối cùng khoác áo đội bóng Hà Lan. Dù đã thông báo bán Lukaku từ khá lâu, nhưng Chelsea vẫn chưa nhận được lời đề nghị hợp lý nào. Vì lẽ đó, ban lãnh đạo The Blue đang tính đến phương án để Lukaku ra đi dưới dạng cho mượn, nhưng sẽ kèm theo phí mượn và phải trả phần trăm lương đáng kể cho cầu thủ. Hiện đã có AS Roma tiếp cận chiêu mộ tiền đạo người Bỉ, khi Sky Sports đưa tin rằng chủ sở hữu Roma Dan Fredkin đã gặp trực tiếp ông bầu Todd Boehly của Chelsea trong trận đấu Chelsea gặp Luton để thảo luận về thương vụ kể trên. Southampton đã công bố chiêu mộ thành công Mason Holgate từ Everton và Ryan Fraser từ Newcastle. Cả hai bản hợp đồng đều gia nhập dưới dạng cho mượn trong một mùa giải. Giờ xanh hy vọng rằng kinh nghiệm của các cầu thủ kể trên sẽ giúp họ thực hiện hóa tham vọng trở lại thi đấu tại Premier League. Huấn luyện viên của Chelsea Mauricio Pochettino thừa nhận ông muốn ký hợp đồng với một thủ môn và một cầu thủ tấn công trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi muốn có một thủ môn và một cầu thủ tấn công. Đó là những gì chúng tôi cần để mang lại cho cả đội sự cân bằng. Crystal Palace đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Julian Draxler và đã có những lời tiếp cận cầu thủ người Đức. Nhưng phía Draxler lại không có hứng thú với việc gia nhập đội bóng nước Anh. Hiện tương lai của cầu thủ 29 tuổi vẫn còn đang bỏ ngỏ. Everton đã gửi lời đề nghị mới chính thức trị giá 30 triệu euro để hỏi mua Beto sau khi đề xuất 25 triệu euro bị từ chối trước đó. Dù Udinese luôn yêu cầu 35 triệu euro như giá trị của điều khoản giải phóng hợp đồng, nhưng các câu lạc bộ hiện vẫn đang đàm phán để mọi thứ diễn ra thuận lợi. Một câu lạc bộ chưa được tiết lộ từ Ả Rập Xê Út đã tiếp cận với Coutinho của Aston Villa để chuẩn bị cho một thương vụ chuyển nhượng. Phía cầu thủ hiện đang có những cuộc đàm phán tương đối tích cực, dù vậy, phía câu lạc bộ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Sau khi từ chối thỏa thuận từ Al Hilal, Joao Felix tiếp tục nhận được lời đề nghị chuyển đến thi đấu tại giải Ả Rập từ một câu lạc bộ khác. Dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ chỉ chờ cơ hội khoác áo Barcelona. Felix hiện đã không còn tương lai trong màu áo Atletico Madrid sau những phát biểu đầy tranh cãi trước đó. Junus Akan hiện đang trên đường bay đến kiểm tra y tế tại Leicester sau khi câu lạc bộ đàm phán thành công mượn tiền đạo Thổ Nhĩ Kỳ một mùa giải. Tuy nhiên, nếu Junus Akan ra sân 25 trận cho bầy cáo, họ sẽ phải mua đứt anh với giá 10 triệu euro. Sau khi rời Wolves dưới dạng chuyển nhượng tự do, Joao Moutinho đã quay trở về quê hương để gia nhập Braga. Moutinho sẽ ký vào bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2024. Thậm chí, anh còn chấp nhận mức lương rất thấp, khoảng 400.000 euro một năm. Nathan Taylor chuẩn bị đến Bayer Leverkusen kiểm tra y tế và ký hợp đồng sau khi Southampton chấp nhận bán anh với giá 20 triệu euro cộng phụ phí. Taylor là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal, đã có thời gian thi đấu trong màu áo Burnley mùa trước và để lại dấu ấn sâu sắc khi ghi 19 bàn, kiến tạo 5 lần sau 45 trận ra sân.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những ngày tiếp theo.